Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình, Ông Chồng Hay Làm. Đầu tiên thì những bạn nào chưa đăng ký kênh của mình á, bấm vào nút đăng ký với cái chuông để ủng hộ mình nha. Và nếu như các bạn thấy video hay, các bạn hãy cho mình một like để ủng hộ mình nhé. Rồi, chủ đề ngày hôm nay các bạn, rất là nhiều bạn đã hỏi mình ở trên kênh của mình, thành ra là bởi vì để trả lời nhiều bạn quá thì nó cũng hơi lâu nên mình làm video luôn. Thì chủ đề ngày hôm nay là làm sao để kiếm lợi nhuận từ cái đồng Renec. Bởi vì mỗi bạn chỉ có một ít thôi các bạn. Thì nếu như các bạn để đó trong vòng 5 năm thì lâu quá, thành ra là các bạn sẽ nó uổng á. Thành ra là mình hướng dẫn cho các bạn cách sinh lời từ cái đồng Renec đó, ít cũng sinh lời luôn các bạn. Và cái cách đó nó y chang như gửi lãi suất ngân hàng luôn, và nó gọi là thêm thanh khoản các bạn. Trong mấy cái video trước đó, mình có hướng dẫn cho các bạn thế nào là một cái giao thức swap từ một cái đồng tiền A qua đồng tiền B. Thì cái cách thêm thanh khoản chính là mình thêm vào cái bể thanh khoản đó. Ví dụ mình nói đồng Renec nha, đồng Renec thì sàn Remitano đã tạo ra một cái bể thanh khoản là một bên là đồng Renec, một bên là đồng USDT, và họ bỏ vào thanh khoản trong đó là ban đầu á nghe là 2.2 triệu Renec và 220.000 USDT. Thành ra giá của một Renec nó là 0,1 USDT. Tuy nhiên đó là cái ngày đầu tiên thôi các bạn. Và cái cán cân nó đã thay đổi rồi. Bây giờ thì một Renec đã đổi được 3 USDT. Và tổng TVL là tổng lượng tài sản được khóa ở trong bể thanh khoản các bạn. Nó dùng một thuật ngữ là TVL. Thì TVL đã lên 2,4 triệu rồi các bạn. Có nghĩa là tổng lượng Renec và lượng USDT ở trong cái bể nó đã lên 2,4 triệu đô la. 2,4 triệu đô la thì nó phải tầm khoảng 5-60 tỷ rồi các bạn. Đó, 5-60 tỷ Việt Nam đồng rồi nghe. Ok, vậy thì thêm thanh khoản là gì? Thêm thanh khoản chính là các bạn thêm vào một cặp tiền Renec và USDT, và các bạn sẽ hưởng lãi suất ở trên đó. Thì lãi suất của nó là nó thể hiện bằng cái chữ APR các bạn, và nó tương đương kiểu như lãi suất ngân hàng vậy đó, nhưng nó chính là cái phí khi giao dịch, khi người ta giao dịch đó các bạn. Thì cứ mỗi lần khi các bạn hoán đổi, các bạn sẽ thấy có cái phí trượt giá là một nè. Thì những cái phí khi mà mình làm một thao tác vậy thì nó sẽ trả cho những cái người mà tạo thanh khoản dựa trên cái cổ phần của họ. Thì cổ phần là bao nhiêu? Ví dụ như 1 triệu đô, nhưng nếu các bạn bỏ vô 1.000 đô thôi thì các bạn là có 1/1000 trong đó, giống như là cổ phiếu cổ phần gì đó. Và khi họ chia ra cho bạn cũng vậy. Ví dụ như mình đưa cái hình này là các bạn thấy chỉ trong vòng 24 tiếng thôi mà cái lợi nhuận của cái bull này nó lên tới 5.400 đô la. Thì ví dụ nếu các bạn chiếm 1/1000 ở trong đó, 1/1000 trong cái bể đó, có nghĩa là các bạn đang nạp 1.000 đô thì các bạn lợi nhuận của các bạn là 5 đô các bạn. Các bạn thấy kinh khủng không? Một cái lãi suất rất là cao so với ngân hàng luôn nha. Giống như các bạn đang cho vay nóng luôn á, 1 tỷ các bạn được 5 triệu một ngày luôn. Các bạn thấy ghê chưa? Thành ra là đây là một cái kiếm tiền hợp pháp, và nó nó có lãi suất rất là cao luôn các bạn. Và vì sao nó cao như vậy thì mình cũng sẽ giải thích, và vì sao nó an toàn thì mình cũng giải thích luôn. Đầu tiên cái việc mà thêm thanh khoản các bạn là nó có những cái rủi ro sau. Mà đầu tiên mình nói tới rủi ro trước nha các bạn. Thì cái rủi ro á, là nó gọi là tổn thất tạm thời, và khi các bạn đổi ra tiền thì cái tổn thất đó nó gọi là tổn thất vĩnh viễn. Thì tổn thất này xảy ra khi nào? Tổn thất này xảy ra khi người ta so sánh giữa cái việc các bạn giữ tiền và cái việc các bạn thêm thanh khoản. Nếu cái đồng tiền A với đồng tiền B mà nó biến động quá nhiều, ví dụ như là biến động 5 lần đi, thì các bạn sẽ bị tổn thất một cái lượng là 20% so với các bạn giữ cái đồng coin đó nghe. Và nếu như nó chỉ biến động khoảng 2 lần thì các bạn chỉ mất khoảng 6%, lỗ 6% so với các bạn giữ cái đồng coin đó. Tất nhiên nếu coin đó tăng thì các bạn vẫn được lợi, nhưng các bạn phải trừ cái phần lỗ đó ra các bạn. Ví dụ như cái coin nó tăng gấp đôi thì các bạn sẽ bị lỗ 6% trong đó. Tuy nhiên là cái đối với cái việc thêm thanh khoản với cái tổn thất tạm thời, tổn thất vĩnh viễn đó, thì cái phí của nó các bạn thông thường lúc nào cũng lời hơn cái việc tổn thất hết. Tất nhiên mình phải chọn những cặp tiền, thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn. Tuy nhiên Renec thì nó có một cặp duy nhất thôi là Renec và USDT, thì các bạn chỉ có thể thêm vào đó, nhưng các bạn hoàn toàn có thể đổi tiền ra những cặp tiền khác để thêm thanh khoản. Rồi đó là cái mình nói cái nhược điểm thứ nhất, có nghĩa là tổn thất tạm thời nha. Rồi cái nhược điểm thứ hai của cái việc thêm thanh khoản đó chính là cái vấn đề hack hoặc sàn. Thì cái vấn đề này á, nếu như các bạn gửi vô một cái sàn không uy tín chẳng hạn, thì rất có khả năng các bạn sẽ bị mất luôn cả cái tiền đó, bởi vì những cái bể thanh khoản này chính là những hợp đồng thông minh thôi các bạn. Thành ra nó không phải là blockchain, thành ra nó dễ dàng bị cái sàn đó hoặc là cái nơi mà các bạn gửi nó thao túng và nó có thể lấy sạch tiền của bạn luôn. Thành ra là cái việc chọn sàn cũng rất là quan trọng nha. Thì đối với cái việc mà sàn Remitano thì trước giờ nó chưa có phốt gì hết các bạn, chưa từng bị hack, chưa có phốt gì hết, và tuổi đời của nó rất lâu rồi. Thành ra là mình nghĩ là cái vấn đề mà hack hoặc là vấn đề mà mất vĩnh viễn thì nó sẽ không có đâu. Kể cả sàn Binance ví dụ vừa rồi bị hack thì họ cũng trả lại toàn bộ tiền cho khách hàng luôn đó. Thì mình sẽ không nói tới cái nhược điểm đó, mà mình nói tới cái tổn thất vĩnh viễn thôi. Thì tổn thất vĩnh viễn đó các bạn, nếu như nó biến động quá nhiều á thì các bạn sẽ bị tổn thất, còn nếu như nó biến động ít á, thì các bạn đỡ tổn thất hơn. Nhưng mà đối với những cái đồng coin mà biến động liên tục á, thì người ta lại mua bán nhiều, thành ra là lúc đó các bạn sẽ được cái lợi nhuận các bạn, có nghĩa là được cái chi phí giao dịch. Rồi vậy thì cái đồng Renec hiện tại là bao nhiêu? Thì cái đồng Renec đó các bạn, nó hiện tại á, là mình gửi cái hình này các bạn xem nghe. Thì cái hình này á, nó đang nói rằng á, là các bạn có cái lãi suất đang là 88% các bạn, 88%, và cái lãi suất này nó vẫn thay đổi nghe, nó vẫn thay đổi tùy theo cái lợi nhuận hàng ngày, cái giao dịch của người ta các bạn. Thì cứ người ta giao dịch càng nhiều, phí càng nhiều thì nó sẽ chuyển cái tiền đó cho những người nắm giữ cái thêm thanh khoản đó. Và một trong những cái điểm mà mình thấy rất hay ở sàn Remitano đó chính là thêm thanh khoản không có tính phí các bạn, miễn phí hoàn toàn, và khi các bạn rút thanh khoản về là cũng rút liền luôn và không bị trừ phí luôn các bạn. Có nghĩa là các bạn gửi 10 ngày thì các bạn được phí 10 ngày, chứ nó không có tính như là ngân hàng. Ví dụ như các bạn phải gửi đủ kỳ hạn các bạn mới được rút, nếu các bạn rút sớm các bạn sẽ bị mất tiền cái kỳ hạn của các bạn. Thành ra là đối với cái thêm thanh khoản ở sàn Remitano thì mình thấy đây là một cái việc mà các bạn kiếm tiền rất là hợp pháp, rất là đúng cách, mà nó lại an toàn nữa các bạn, và nó lợi nhuận cao nữa. Thì lợi nhuận cao thì có những cái pool nó lợi nhuận rất thấp nha các bạn. Thành ra là nhưng những cái pool mới mà đang biến động này thì lợi nhuận rất là cao. Rồi thì đấy, nãy giờ là mình phân tích cho các bạn thấy một cái cách kiếm tiền từ Renec. Các bạn thay vì cái đồng đó thì các bạn cứ đổi một nửa ra đô la thì các bạn sẽ có 2 đồng, vừa Renec vừa USDT, rồi các bạn thêm thanh khoản nha. Thì mình gửi cho các bạn một cái video mô phỏng thôi, nhưng mà cái lượng tiền của mình thì mình vừa mới cash out là hết rồi các bạn. Mình không có tiền, thành ra mình không có tới cái khúc tiền nó hết mất tiêu. Hồi sáng nay mình cash out hết cái tiền Remitano ra để mình uống cà phê rồi các bạn. Thành ra là nó hết tiền, thành ra mình quay tới cái đoạn mà thêm thanh khoản thì nó hết mất tiền nha. Thì các bạn làm tới đó, miễn các bạn có đủ tiền là các bạn sẽ thêm được thôi. Các bạn nhớ là các bạn sẽ phải có một cặp nha, là các bạn vừa có Renec vừa có USDT thì các bạn sẽ thêm thanh khoản được đó. Và cứ ví dụ như mỗi tuần các bạn được 1 đồng đi, thì các bạn bán nửa đồng ra USDT thì các bạn sẽ được nửa đồng USDT và một đồng rưỡi USDT và nửa đồng Renec. Các bạn sẽ thêm thanh khoản đó và các bạn sẽ được hưởng lãi suất từ đó nghe. Ok, mình sẽ gửi cái video này cho các bạn xem nha, các bạn tham khảo thôi. Rồi ok, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Để thêm thanh khoản các bạn sẽ vào trang chủ nè, các bạn chọn tăng thu nhập bằng thanh khoản nè đó. Xong các bạn tìm cái pool, thì ví dụ như các bạn có Renec ở USDT thì các bạn vào đây Renec USDT nè. Tổng giá trị khóa TVL của nó là 2,5 triệu rồi nè các bạn. Rồi các bạn bấm thêm vào thì các bạn sẽ thấy là giá hiện tại một Renec là 3,1 đô. APR có nghĩa là lãi suất lãi suất nha các bạn, giống như là lãi suất ngân hàng đó đang 88,8% một năm đó các bạn. Và vì sao nó có lãi suất cao như vậy là bởi vì cái pool này đang có rất nhiều người giao dịch đó, thì các bạn có thể thêm bằng cách các bạn chọn cả hai loại. Ví dụ như các bạn hai loại này các bạn sẽ phải có ở một cái mức tương đương nhau, ví dụ như có bao nhiêu đồng Renec thì các bạn phải có bấy nhiêu đồng USDT thì các bạn sẽ thêm vào được nha. Để mình hình như hết sạch rồi các bạn, mình vừa mới đổi cái mình bán hết cái Renec rồi, thành ra là mình không thêm được. Các bạn sẽ phải có hai cái lượng đồng này tương đương với nhau thì các bạn mới thêm thanh khoản được nha. Thì nó cũng đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi mình sẽ quay lại cái trang trước để mình coi là trong 24 giờ qua thì các bạn thấy rằng cái pool này nó lợi tức nó lên tới 5.000 đô luôn các bạn, 5.000 đô luôn. Các bạn thấy nè, trong những cái pool này á, thì có mình cái pool USDT và pool Bitcoin nè là 1.600 là cao thôi, còn lại á, là đều thua xa cái pool Renec USDT. Bởi vì cái pool Renec USDT này các bạn là nó đang được giao dịch rất là nhiều, và khi giao dịch nhiều vậy thì cái phí gọi là phí giao dịch đó các bạn, khi mà các bạn đổi Renec và USDT hoặc là đổi USDT và Renec các bạn sẽ chịu một cái lượng phí nằm ở tầm 0,mấy% đó. Tùy cái pool thì cái tiền đó nó sẽ hiện lên đây, và tiền này sẽ được chia đều cho tất cả những người mà thêm thanh khoản nha. Đó rồi.